em nghe đồn á, nhỏ này nè, bữa giờ hắn nằm mây nằm mưa luôn, hot dữ lắm. Này em ăn nó luôn, nghe mấy bạn em. Thì trên thị trường á, thì tụi hắn sẽ được mấy anh cơ bắp cuồn cuộn, gọi là cái gì ta, trà chanh giả tay hả? Ok là em thì em lại không thích uống trà chanh, thành ra thì em sẽ chấm muối nha mấy bạn. Em nghe đồn thơm như mùi nước hoa, mùi tinh dầu thơm, không đắng. Đó, em nghe đồn vậy. Từ nhà em chưa thấy nó thấm. Cái đầu tiên mà em thấy nó cứng nha mấy bà ơi, nó cứng dữ lắm. Cái phần có tép á, tất nhiên là vẫn chua nha. Vẫn the the mùi tinh dầu của vỏ chanh bình thường, the the cái cay á mọi người. Mà thơm mùi nước hoa dữ chưa ta. Vỏ dày cui à. Vỏ giòn, tinh dầu the the, không có thơm đến nỗi mà như mùi nước hoa đâu. Em biết giống gì rồi, giống quả chanh đu đủ, giống quả chanh đu đủ Mai đã từng ăn, y chóc thiệt. Rất là cứng. Nếu mà ngửi như vậy nè, không nghe một mùi gì luôn. Còn khi mà mình cắn vô một cái thì cái mùi tinh dầu của quả chanh á, nó bung ra. Nó bung ra đơn thuần như là mùi mùi vỏ chanh vậy thôi mấy ông bà. Đặc biệt thì em cũng chưa thấy đặc biệt, mà em thấy tốn xiền ngang. Bây giờ một đấm luôn. Cái tép thì nó ít nước, không biết sao luôn á. Mà tình hình bữa giờ nó hot rần rần luôn. Nè ha. Để em ngâm củ lại thử. Không, nhiều khi mình chấm muối nó không có ngon, đúng không? Mình cắt mỏng ra, mình đâm trà chanh mình ăn nó lại ngon, uống ngon. Để em thử mang đi em làm trà chanh. Cái tình hình là còn 4 trái mà giá không hề thấp. Và nếu mà không ok á, thì em nghĩ mọi người vẫn nên mua ly trà chanh hoặc là trà tắc 15 đến 20 cành mọi người uống. Ok không?